Vì sao nói đạo vợ chồng cũng như cách kết hợp của hai cánh cửa? Có hình ảnh ví von rằng vợ chồng như hai cánh cửa. Hai cánh cửa ghép lại thành một cái cửa. Cũng giống như hai người nam nữ kết đôi, tạo nên một gia đình. Vậy nên, đạo vợ chồng cũng như cách kết hợp hai cánh cửa ấy mà thôi. Hai cánh cửa chỉ dùng một chiếc khóa mới có thể khóa chặt. Như hai vợ chồng đồng lòng xây dựng thì tâm hồn mới gắn kết, gia đình mới hưng thịnh. Như hai cánh cửa cùng chung một khóa mới càng khóa chặt hơn. Kinh dịch có câu: người trong nhà nữ chủ nội, nam chủ ngoại. Đàn ông chủ ngoại, cách xây dựng gia đình là dẫn dắt vợ, chứ không nên quản thúc vợ mình. Phụ nữ chủ nội cần trợ giúp chồng an tâm khi ra ngoài, thoải mái khi về nhà, mà không làm chồng thêm mệt mỏi. Đàn ông dẫn dắt vợ hành theo đạo, phụ nữ trợ giúp chồng thành tựu đức. Hai cánh cửa sơn chung một màu, nhìn mới đẹp. Hai người phải có chung một khuôn mặt mới không khiến nhau mất thể diện. Đàn ông kiên cường như núi, phụ nữ như nước ôn nhu. Xưa nay non xanh nước biếc kề nhau, nương tựa nâng đỡ nhau mới có thể trở thành một bức tranh mỹ lệ. Non mà không có nước thì không linh diệu, nước mà chẳng có non thì không thể tùng bọt trắng xóa mênh mang. Chỉ khi âm dương hài hòa thì vạn sự vạn vật mới có thể trường tồn cùng trời đất. Vậy nên người nam gánh vác rừng cột của gia đình, là ánh mặt trời tỏa sáng sau cơn mưa, phải vĩnh viễn phó xuất vì gia đình. Còn người phụ nữ thì phải biết an phận thủ thường, giàu nghèo cùng hưởng, sang hèn cùng chung. Như nước có thể dưỡng dục vạn vật mà không tranh với vạn vật. Hai cánh cửa để lâu ngày mở ra sẽ có tiếng kêu lách cách. Hai vợ chồng sống với nhau suốt một thời gian dài khó có thể tránh khỏi mâu thuẫn phát sinh. Một người đàn ông ở nhà thường tươi vui lạc quan, gọi là trời trong. Người phụ nữ ở nhà rất ôn hòa, không tức giận, thì gọi là đất yên. Trời không trong, ắt sẽ giăng sương mù bão tố. Đất không yên thì đất sẽ rung động. Cho nên, người đàn ông ở nhà không an hòa thì đối với một gia đình là sự tổn hại. Người phụ nữ ở nhà không yên đối với gia đình lại là một tai nạn. Cổ nhân có câu: mỗi người tự trách mình thì trời trong đất lành, ai nấy đều trách nhau thì đất trời đảo lộn. Vậy nên, vợ chồng ở với nhau, mỗi người đều tự trách mình, dung hòa lẫn nhau thì mới tròn đạo nghĩa. Còn oán trách, chỉ trích lẫn nhau chỉ khiến hai người càng thêm phần cách xa. Hai cánh cửa phải cùng khép lại khi gặp mưa gió bão bùng. Như khi gặp khó khăn gian khổ, hai vợ chồng phải chung lưng đấu cật. Gặp hoạn nạn càng phải nhắc nhở bản thân luôn giữ một trái tim cảm ơn và trân quý mối nhân duyên. Cùng nâng đỡ nhau vượt qua khó khăn hoạn nạn. Vợ chồng càng coi trọng chữ tình thì tình cảm càng nồng đượm. Vợ chồng càng coi trọng chữ lý thì càng dễ chia xa.